Dạ vâng ạ, Alun Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Vâng, kính thưa các bác thân mến, rất là vui được gặp lại các bác cùng mọi người trong clip tiếp theo buổi sáng ngày hôm nay. Và trong clip này thì em xin được trân trọng giới thiệu, quảng cáo và review đặc biệt quay về phần nội thất của một đôi loa hàng bãi xịn của Mỹ do Mỹ sản xuất. Và thưa các bác thân mến, trước màn này nhỏ toàn thể các bác, đó chính là nội thất của đôi loa JBL có mã số là 838. Và sở hữu cho mình đó là một bát 50, một chung 25 và tép kèn. Các bác và các anh em trên thị trường vẫn chào bán đây là dòng loa 3 đường tiếng, đúng không ạ? Đây có bát này, có chung, có tép. Và thưa các bác thân mến, để em giới thiệu luôn về phần giá cho các bác của anh em tham khảo. Với những đôi loa JBL 838 này thì cửa hàng em hiện tại đang sở hữu là 5 đôi, thì giá dao động từ 26 tới 31 triệu đồng trên một đôi, tùy theo độ đẹp xấu và độ zin hay là không zin của đôi loa mọi người nhé. Em giới thiệu như thế để cho các bác của anh em có thể tìm hiểu. Với cái giá thành nó khác nhau thì chất lượng loa phải khác nhau, vì đây là hàng bãi chứ không phải là hàng mới. Đã gọi là hàng bãi thì không thể đôi nào chất lượng cũng giống như đôi nào mọi người nhé. Và để cho các bác mua hàng được thoải mái thì thưa các bác thân mến, các bác cùng với cửa hàng sẽ thống nhất với nhau. Với những đôi hàng mới thì không cần là phải suy nghĩ gì cả, đúng không ạ? Chỉ cần mua là ok thôi. Còn với những đôi hàng bãi thì cái trường hợp mà em muốn chia sẻ ở đây nó cũng đã xảy ra mọi người nhé, đúng không ạ? Em về được 5 đôi, đúng không ạ? Thì em quay, đúng không? Thì là quay đôi này, đúng không ạ? Các bác nhìn nó như này. Đấy, nhưng mà đôi này thì có thể một người khác mua rồi, nhưng đến lúc các bác muốn mua, đúng không ạ, thì em này gửi đi đôi không giống như thế này, đúng không ạ? Thì nó rất là khó, bởi vì là cái độ mới đây nhá, cái thép này thì rất là đẹp, đúng không ạ? Em mở ra thì đôi này đẹp thì em quay đẹp, đúng không ạ? Nhưng có những đôi nó không đẹp như thế này. Thì thưa các bác thân mến nhá, để chúng ta sẽ thống nhất rõ ràng về vấn đề mua sắm thì các bác lên thêm cho cửa hàng, không phải cửa hàng em mà hoặc cửa hàng khác cũng được, thêm một ít tiền để các bác mở nội thất ra chụp ảnh gửi cho anh, đúng không? Mã số lo bát này, mã số lo chung, mã số lo tép, đúng không ạ? Sau đó anh ok sẽ gửi hàng, đúng không ạ? Thì nó sẽ thuận tiện hơn. Chứ để tránh cái trường hợp, đúng không ạ, em quay thì con này như thế này, nhưng mà đến lúc gửi đi nó lại khác chẳng hạn, thì nó mang tiếng, các bác nhá. Nó rất là mang tiếng, mà chúng em thì không hề muốn như vậy. Đây em quay một đôi, đúng không ạ? Nhưng em có 5 đôi cơ các bạn. Em có 5 đôi cơ chứ không phải có một. Đó. Em muốn là tất cả mọi vấn đề mua bán thì nó phải rõ ràng rành mạch các bạn. Em không thích mập mờ đâu. Và đây là nội thất của đôi 938 mọi người nhé. À xin lỗi các bác, 838. 938 em cũng vẫn còn hàng mọi người nhé. Đẹp lắm mọi người. Em nói thực sự các bác là mở đôi này ra thì thơm phức luôn các bạn. Thơm phức. Đấy. Cái này em úp bát xuống nó dính cả cái đệm này. Các bạn nhìn cái đệm của nó đắt chất này, đúng không ạ? Đôi này là đôi zin mọi người nha, em bán 31 triệu. Đó, em giới thiệu lại là tùy theo chất lượng của loa. Loa bãi này nó không có giá chung đâu ạ. Đó. Loa chung, còn nữa mọi người nhá. Thì các bác thân mến, với những dòng loa JB hay là B3 hay là Lexo hay là Adamson hay Teodup, đúng không ạ? Hoặc là bất cứ một thương hiệu nào thì loa ấy thì nó không đi theo đôi. Đấy, không phải chiếc này và chiếc này là một đôi, nó không phải mọi người nhá. Đây là dòng loa chuyên nghiệp. Nó không có L và không có R, đúng không ạ? 100 chiếc là 50 đôi. Đấy, vì vậy nó không thể giống nhau y hệt được mọi người nhé, đúng không ạ? Ví dụ đây này, đúng không ạ? Cái loa chung của cái loa này, đúng không ạ? Đây, nó đổ cái keo màu vàng các bác nhé. Đẹp, quá đẹp luôn, thơm, đúng không ạ? Còn cái loa chung của cái loa này, đúng không ạ? Thì nó cũng đổ keo màu vàng. Đấy, nhưng mà vàng sậm, các bác nhìn này, vàng sậm, đúng không ạ? Đây bông tiêu âm đẹp chưa các bác này. Đấy. Còn cái loa này em thử xem nó như thế nào mọi người nhé. Cũng là 838. Đây cái này là vòng vàng nhạt, các bác nhìn này, đúng không? Nó là vàng nhạt, loa zin nguyên bản mọi người nhá, đúng không ạ? Đó, thế cho nên là nó không thể giống nhau được 100% các bác nhá. Ok không ạ? Nên mọi người mua loa bãi phải để ý. Còn mọi người muốn mua loa bãi, đúng không ạ, mà đẹp hai cái giống hệt nhau thì chỉ có tân trang thôi. Em nói thực sự các bác như vậy. Nhiều lúc các bác bảo là cái màu màng, đúng không ạ, nó phải giống y hệt nhau, nó chỉ có tân trang thôi, ít lắm.
Em làm video là em cứ nói rõ ràng về cái sản phẩm như thế. Còn em chỉ bảo hành cho các bác là zin nguyên bản, đúng không ạ? Đó, đẹp zin nguyên bản là có. Chứ còn giống nhau y hệt 100% là không có các bác nhé. Nó về loa bãi. Còn nó có những đôi giống hệt nhau 100% nhưng tỷ lệ nó ít chứ nó không có nhiều. Còn khi chúng ta mua loa bãi thì chúng ta phải thoáng thoáng một chút. Đó, miễn sao chúng ta kiểm tra đúng không ạ? Loa đẹp và zin là ok mọi người nhé. Loa đẹp và zin, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ok chưa? Trung mở ra cái thơm lức này các bạn. Riêng dòng loa JBL thì cái thép của nó các bác nhá, tầm khoảng 90-95% là thép của nó sáng. Đó, vẫn có trường hợp xỉn, không có gì là vĩnh cửu cả, vàng của nó còn không vĩnh cửu được các bạn, đúng không ạ? Đấy, thép này thì rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Thép này rất là đẹp rồi, ok chưa? Nội thất JBL đúng không ạ? 838, hàng đẹp xuất sắc tuyển chọn thì là nặng quá, 31 triệu. Đôi loa này hát cực hay mọi người nhá. Các bác chỉ cần mua con đẩy công suất khoảng 1000W là đánh đôi loa này cực hay, cực chuẩn, cực phiêu. Ok chưa? Nội thất JBL 838. À và thưa các bác cùng các anh trai thân mến, trong video sau em sẽ dành một chút thời gian để so sánh cho các bác cùng các anh trai để mọi người có thể kiểm tra được loa tép của 838 như thế nào là zin và như thế nào là không zin. Các bác thân mến, với những dòng loa 835, 838 đúng không ạ? Thì tỷ lệ lỗi loa tép của nó là 50-50 các bác nhá. 50% về là lỗi loa tép. Còn chỉ còn khoảng 50 hoặc là chỉ còn khoảng 40% thôi là tép còn zin thôi. Nhưng các bác mua thị trường thì cũng nhiều đúng không ạ? Nhưng chưa ai nói là loa này bị hỏng tép đúng không ạ? Vẫn còn zin hết. Nhưng em sẽ chấp nhận bán thẳng thắn đúng không ạ? Loa nào không zin em đã giới thiệu rồi, bán 26 triệu. Còn loa nào zin bán 31 triệu thì em sẽ làm video để so sánh zin nó như thế nào đúng không ạ? Đấy, ví dụ zin nó như số 1 này, đấy còn không zin nó như số 2, ví dụ như thế chẳng hạn. Em sẽ mở cho các bác của anh em xem nhé. Và các bác hãy đăng ký để ủng hộ kênh cho em. Đặc biệt ấn nút chuông để tiện theo dõi những video mới nhất. Và có thể trong video tới mọi người sẽ có kinh nghiệm luôn. À, mình mua đôi loa của mình nó có zin hay không, mọi người thả kiểm tra nhé. Và mọi người chuẩn bị có cái ý tưởng muốn mua đôi loa JBL 835 và 838 đúng không ạ? Hoặc là những đôi loa như là 826 đấy ạ. Thì 826 này, 826, 835 và 838 sử dụng chung một dòng tép mọi người nhé. Chung một dòng tép và chung một dòng côn. Đấy, thì mọi người có cái ý định chuẩn bị muốn mua thì xem để có kinh nghiệm, à như thế này zin thì mình đi mua cho chuẩn chỉ mọi người nhé. Ok, em xin chào toàn thể các bác. Đấy, các bác có nhu cầu muốn mua những đôi loa JBL 838 em còn 5 đôi, giá dao động từ 26 đến 31. 938 em còn một đôi duy nhất đẹp zin nguyên bản giá 35. Thì hãy liên hệ trực tiếp cho em. Đây ạ. Các bác chỉ cần đặt cọc tiền em sẽ gửi hàng tận nhà cho các bác cùng anh em. Xin cảm ơn các bác, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hiện tại ở Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương, chỗ chúng em là đang mất điện các bạn. Các bác có nghe tiếng oành oạch đang nổ mới phát không? Thì Mr. Trung đang phải lắp rất nhiều những chiếc quạt năng lượng các bác nhé. Đấy, không lo mất điện các bạn, không lo mất điện nữa. Đấy, các bác hãy mua những chiếc quạt năng lượng này đúng không ạ? Đây là tấm pin, giá em bán là 1,5 triệu các bác nhé. Hàng về thêm 30 chiếc từ hôm kia mà em bận, em không thể nào làm clip giới thiệu được. Em sẽ tiếp tục các bác nhé, làm clip giới thiệu các bác. Cái này là bán thêm thôi các bạn, bán thêm thôi bởi vì em thấy nó rất là cần thiết. Nhà các bác có người già, có các cháu nhỏ mất điện, đừng để cho các cụ phải vất vả lắm quá đúng không ạ? Hoặc đừng để cho các cháu nhỏ phải lắm quá. Lên mua một cái các bác nhá. Cái này là vừa chạy bằng năng lượng này, vừa chạy bằng pin các bác nhá. Có nghĩa là mất điện đúng không ạ? Các bác có thể chạy mười mấy giờ đồng hồ luôn. Và các bác có thể dùng miếng pin năng lượng này để sạc các bác nhá. Đấy, nó vừa chạy điện lưới này, vừa chạy năng lượng này, vừa tích điện này, hay lắm, hiệu quả lắm các bác nhá. Đây này. Chung cái này bật được chưa? Cái này cánh nó bị cong em ạ. Bật quay thử nhé. Thì nắn lại cong nhé. Đây. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Gió cực khỏe luôn. Đấy. Ok chưa? Không có dây điện nào đâu mọi người nhé. Đây là đang chạy tích điện đúng không ạ? Sạc vào điện thoại này, bật được cả đèn này. Đây số 1 đây. Đây là bật đèn này. Đấy. Ok, 1,5 triệu một cái nhá. Em bao ship cho các bác cùng mọi người. Ok chưa? Và xin chào tất cả các bác ạ.